Hôm nay mình sẽ review bộ màu gouache này cho các bạn nhé. Thứ nhất là về thiết kế, hộp 24 màu mình đang có khoảng 1,5 kg. Đối với mình thì nó hơi nặng á. Màu được đựng trong từng hũ nhựa, nhìn như rau câu á. Chắc vì như thế nên người ta còn gọi là màu thạch. Ở dưới mỗi ô màu có một cái lỗ tròn. Thiết kế này giúp mình lấy màu dễ dàng và nhanh hơn. Phần nắp sẽ được đính kèm hai lớp xốp. Bây giờ bóc ra nha. Ấn tượng ban đầu của mình là màu đặc và dẻo, cộng thêm những gam màu lạ mà các loại màu khác ít thấy. Màu gouache về bản chất giống với màu bột nên khi swatch ra giấy màu hơi đục, nhưng khả năng chồng lớp thì tốt. Riêng bộ này mình cần chồng 2-3 lớp màu mới đều được. Tuy nhiên, màu phân khúc học sinh sinh viên thì mình không đòi hỏi quá cao. Bên cạnh đó, màu gouache không khô quá nhanh như acrylic nên dễ dàng thao tác hơn, phù hợp cho những bạn mới tập vẽ. Như mình có nói lúc nãy, màu thuộc hạng phân khúc học sinh sinh viên nên giá thành dễ chịu lắm. Một điều nữa là khi vẽ màu gouache các bạn hãy chọn cọ lông nhân tạo vì cọ cứng dễ điều khiển chất màu đặc hơn á. Đừng quên theo dõi mình nha.